quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 16 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế tuyên dương phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng lần thứ 2 năm 2023. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không những tạo việc làm có thu nhập cao mà còn góp phần hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững. Vốn khuyến công đã giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và hoạt động có hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm qua, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, dẫn đầu đoàn công tác Quân khu 4 đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xóm Đào, thôn Thủ Lệ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Phạm Văn Đông, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phan Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và huyện Quảng Điền. Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm xóm Đào, thôn Thủ Lệ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền bị nước ngập rất cao, chia cắt gần như hoàn toàn. Có nhiều gia đình nước đã tràn vào trong nhà, đường xã bị ngập lụt, giao thông không thể đi lại. Toàn xóm Đào có 32 hộ dân với 118 nhân khẩu sinh sống, điều kiện hết sức khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác quân khu, lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi cuộc sống, động viên tinh thần và trao các phần quà gồm gạo, mì tôm đến với các gia đình. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã chia sẻ với tất cả những vất vả, khó khăn của bà con đang sinh sống tại xóm Đào, thôn Thủ Lệ 2, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, mong người dân địa phương luôn an tâm vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã là chỉ thị cho tất cả 100% lực lượng của quân đội trên địa bàn của quân khu là trực chiến 100%, sẵn sàng là thực hiện cái nhiệm vụ khi là có cái sự cố, rồi khi những nơi là chính quyền địa phương yêu cầu tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, trước mắt là di dời dân, tài sản của nhân dân vào cái lên các vị trí bảo đảm an toàn. Thứ hai, trong thời gian có lũ thì lực lượng vũ trang, đặc biệt là các đơn vị đã phát là lương thực, gạo và mì tôm cho bà con nhân dân để giúp đỡ bà con nhân dân sớm ổn định đời sống. Theo dự báo, tình hình mưa lũ những ngày tiếp theo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Trung tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nắm tình hình, hỗ trợ cho nhân dân khi có yêu cầu, quan tâm giúp nhân dân an tâm trong cuộc sống. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế tuyên dương phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng lần thứ 2 năm 2023. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài và lãnh đạo một số ban ngành liên quan. Chương trình nhằm ghi nhận sự cống hiến và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng trên các lĩnh vực, đồng thời tạo sự lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội. 10 tấm gương được tuyên dương lần này là những phụ nữ đã có những cống hiến tích cực cho cộng đồng quê hương đất nước. Tiêu biểu có chị Watanabe, người mẹ Nhật gần 20 năm dành tình yêu thương cho bệnh nhi ung thư Việt. Là những nữ tu vừa làm tổ việc đạo, vừa làm tổ việc đời. Hay những hội viên phụ nữ đầy lòng nhân ái, luôn trăn trở vì những hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những tấm gương được tôn vinh lần này. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng sự tham gia tích cực của các chị em phụ nữ cho cộng đồng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, công tác giáo dục, duy trì các phong trào thi đua yêu nước. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài đã trao bằng khen và hoa cho cả gương điển hình phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023. Thưa quý vị, sau khi được thành lập, Hội Nữ Doanh nhân của Thừa Thiên Huế đã phát huy vai trò là nơi tập hợp, hỗ trợ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ trên địa bàn. Chiều nay, Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham dự gặp mặt có Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Trong thời gian qua, cùng với các doanh nhân nam, những nữ doanh nhân Thừa Thiên Huế ngày càng tăng và đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong 9 tháng đầu năm, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Hội tổ chức nhiều hội thảo diễn đàn kết nối cung cầu sản phẩm, duy trì hiệu quả các siêu thị do hội thành lập, giúp các doanh nghiệp nữ tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hội còn ký kết hợp tác xúc tiến thương mại với nhiều tổ chức đơn vị trong và ngoài nước, giúp các thành viên có cơ hội hợp tác mở rộng thị trường. Trong những tháng còn lại cuối năm, Hội Doanh nhân nữ sẽ làm việc với các ngân hàng về triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời kết nối hướng dẫn doanh nghiệp nữ tiếp cận gói hỗ trợ vốn vay, tổ chức và kết nối giao thương, giúp hội viên tiêu thụ sản phẩm, tập huấn kiến thức marketing, bán hàng online nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh và mở rộng phát triển thị trường. Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chiều nay huyện Nam Đông, huyện Quảng Điền tổ chức lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ người nghèo năm 2023. Cùng với việc triển khai thực hiện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đã hỗ trợ xóa 148 nhà tạm với kinh phí hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng. Hiện nay, huyện vẫn còn 380 hộ nghèo, 177 hộ cận nghèo, 349 trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo bị suy dinh dưỡng và 468 hộ có nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn. Đợt này, huyện kêu gọi hỗ trợ đồng loạt, trong đó công chức viên chức hỗ trợ một người một ngày lương cho quỹ hỗ trợ người nghèo. Ban vận động tiếp số tiền hơn 256 triệu đồng, trong đó tài lệ phát động đã nhận được số tiền hơn 173 triệu từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại lễ phát động, các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương, đơn vị trong huyện, các xã, thị trấn, trường học và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Quảng Điền đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 81 triệu đồng vào quỹ ngày vì người nghèo huyện. Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành địa phương, đơn vị trong huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện, đồng thời kêu gọi cán bộ đảng viên, nhân dân trong toàn huyện và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chung tay hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, thông qua các chương trình hoạt động hỗ trợ, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế đã có nhiều đầu tư và hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Theo đó, từ các chương trình hoạt động hỗ trợ này đã giúp cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và hoạt động có hiệu quả hơn. Với nhu cầu về đầu tư xây dựng trong và ngoài tỉnh như hiện nay, nhận thấy nhu cầu sử dụng cửa nhựa lõi thép để dần thay thế sản phẩm cửa gỗ tự nhiên là rất lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Lam mạnh dạn nghiên cứu thị trường, tìm hiểu máy móc thiết bị tiên tiến để phục vụ công việc sản xuất cửa nhựa. Sau khi tham khảo các mô hình sản xuất từ các tỉnh thành phố khác cũng như nghiên cứu thị trường, công ty đã mạnh dạn lập đề án xin hỗ trợ vốn khuyến công để đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Tháng 7 năm 2023, Sở Công Thương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2023 cho công ty đối với đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa. Theo đó, công ty được hỗ trợ đầu tư một máy giãn cành, một máy hút chân không, hạn mức hỗ trợ 200 triệu đồng. Sau khi đưa các thiết bị do nguồn vốn khuyến công hỗ trợ kinh phí vào hoạt động, năng suất tăng lên gấp đôi. Trong đó, tiết kiệm nhân công và chi phí điện giảm đáng kể nên giá thành giảm, dễ cạnh tranh với thị trường. Từ nguồn vốn hỗ trợ của khuyến công, bên nhà máy, bên cơ sở chúng tôi đã có được hỗ trợ từ cái máy hút chân không, một cái máy giãn cành và một máy cắt CNC, làm cải thiện tay nghề thợ và cái sự công nghệ nó đẩy tiến lên, nó cho ra sản phẩm đẹp hơn. Cùng với đề án đầu tư máy móc sản xuất cửa nhựa, từ cả chương trình hỗ trợ cho cả cơ sở công nghiệp nông thôn, Sở Công Thương đã hỗ trợ đề án cho hộ kinh doanh ngô hợp tại thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, đầu tư một máy cắt sợi bột mì Liên Hoàng trong năm 2022 và một máy đùn thuộc đề án đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm miến gạo trong năm 2023 với trị giá hơn 170 triệu đồng. Nhờ đầu tư máy móc thiết bị, công suất sản xuất của cơ sở này mỗi ngày tăng lên, không chỉ tăng mạnh về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, đa dạng mẫu mã, qua đó giúp sản phẩm có mặt ở nhiều nơi trên thị trường. Đối với trước đấy chưa đầu tư cái máy dây chuyền, máy móc
trạm các liên hợp này á, thì là một ngày như vậy là cơ sở làm 100 kg. Vậy cái thao tác á, là quá nhiều vòng, vất vả và là tốn rất nhiều công sức. Từ khi mà thay đổi dây chuyền máy móc này là chỉ có cạn cắt một lần. Khi chúng ta trùng nhau buộc xong rồi là đưa vô máy cạn và nó cắt, giảm bớt các cái công đoạn của là nhân công làm, rồi là giảm bớt cái chi phí trong sản xuất và nâng cao thêm thu nhập. Cùng trong năm 2023, Sở Công Thương đã hỗ trợ đề án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm cao cà ga leo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Thành với kinh phí hỗ trợ là 167 triệu đồng. Với sự hỗ trợ này, công ty đã có thêm điều kiện tốt để nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện sản xuất nhiều sản phẩm hơn. Nguồn vốn này thì nó góp phần giống như hỗ trợ thêm kinh phí của công ty để mình có đủ giống như điều kiện để mình đầu tư được cái máy móc hiện đại hơn và nó để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, Sở Công Thương đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn vốn khuyến công hàng năm thì ngoài các cái hoạt động về hỗ trợ đào tạo, về chuyển giao công nghệ thì chúng tôi tập trung và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các cái về máy móc thiết bị rồi là các cái mô hình sản xuất để ứng dụng công nghệ mới, giúp cho các cái cơ sở có nhu cầu đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, thông qua đó là nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra một cái sức cạnh tranh của sản phẩm trên cái thị trường. Với những hoạt động thiết thực đó, Sở Công Thương đã thực hiện tổ chức năng cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển. Các chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thu hút được một lượng lớn vốn đối ứng của cơ sở, qua đó còn kích thích tinh thần chủ động của các cơ sở này, góp phần giúp nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và chính quyền các cấp về phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ góp phần tạo ra cả công việc có thu nhập cao mà còn góp phần giúp xóa nghèo bền vững, thậm chí giúp cho nhiều lao động có điều kiện vươn lên và làm giàu chính đáng. Xác định đây là giải pháp hiệu quả, thiết thực, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác này để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. A Lưới là một trong những địa phương đang nỗ lực giảm nghèo bền vững và công tác giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh tạo sinh kế, đào tạo việc làm cho người dân, thì công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xem là giải pháp trọng tâm được địa phương này tích cực triển khai nhằm hỗ trợ chung của huyện về giảm nghèo, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nhà sơn nhà chị như đi là đi làm mà đã là một tháng 30 triệu, nếu làm đủ một tháng đủ công là 30 triệu, muốn rằng để sau này mà cùng cái sự trải nghiệm của cháu thì cháu có một cái kinh phí nào đó để mà khi mà trở về gia đình thì cháu cũng có một cái nguồn vốn để muốn phát triển kinh tế gia đình, cháu muốn làm gì thì đó là cái cách tiết kiệm của cháu. Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là đã góp phần cho công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện A Lưới. Hàng năm ở huyện A Lưới chỉ giảm nghèo trên 12% năm. Đây là một trong những vấn đề mà trong công tác giảm nghèo, đưa lao động là một trong những việc hết sức là quan trọng để góp phần cho chương trình giảm nghèo, có phần cùng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động nước ngoài cũng như tăng số lượng lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài thì cần nâng cao chất lượng nguồn lao động của địa phương. Hiện nay, các đơn vị cung ứng nguồn lao động và các doanh nghiệp tiếp nhận tại một số nước đã có các hoạt động kết nối để thực hiện đào tạo nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu, điều kiện của các đối tác nước ngoài. Chúng tôi phối hợp với Ngân hàng Chính sách của tỉnh là hỗ trợ học sinh là vay vốn để các bạn không còn gánh nặng về chi phí đi nữa. Chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và bên Trung tâm Giới thiệu Việc làm đồng hành tuyển chọn các bạn học sinh từ lúc mà các bạn còn đang học ở trên trường trung học phổ thông, tức là những bạn học sinh năm cuối. Thì chúng tôi đã lồng ghép vào những cái ngoài những tiết học ở trên lớp của các bạn thì chúng tôi sẽ dạy các bạn về ngoại ngữ, đặc biệt đó là tiếng Nhật. Để làm sao để là các bạn có cái khả năng ngoại ngữ tốt. Chúng tôi cũng đã là phối hợp với các doanh nghiệp
có chức năng đưa lao động làm việc nước ngoài, họ có năng lực và cũng đã là phối hợp với chúng tôi rất chặt chẽ. Từ cái việc là tổ chức tư vấn các hội nghị ở các địa phương về các cái chương trình đi làm việc nước ngoài, rồi các cái đơn hàng cụ thể và công khai, minh bạch các cái đơn hàng để người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn. Việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại hiệu quả rõ rệt như nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người lao động. Trung bình mỗi lao động thu nhập ổn định trên 20 đến 30 triệu đồng một người một tháng. Với số tiền tích lũy được, nhiều gia đình có người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang. Trong hai năm 2020 và 2021, Thừa Thiên Huế chỉ có hơn 1.000 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2022 đến nay, đã có hơn 3.000 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2023, tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa hơn 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngoài giúp xóa nghèo, còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động cho địa phương. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng được xác định đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa cái hình ảnh và những cái giá trị tốt đẹp của Thừa Thiên Huế, rồi góp phần tuyên truyền quảng bá về văn hóa, về con người của Thừa Thiên Huế đến với cộng đồng quốc tế. Thì tất cả những cái vấn đề đó thì nó sẽ góp phần là về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và góp phần đưa sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, việc tạo việc làm, giảm nghèo là nhiệm vụ mà địa phương đang tập trung đẩy mạnh. Và một trong những giải pháp thiết thực đó chính là đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với những tín hiệu tích cực từ công tác này, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trở lại với các tin tức hậu quả mưa lũ, công tác khắc phục và sẵn sàng ứng phó với đợt lũ tiếp theo. Do ảnh hưởng mưa lớn nhiều ngày vừa qua, một số vị trí trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc hư hỏng, xuất hiện ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông đi lại, nhất là vào ban đêm. Theo phản ánh của người dân buôn bán ven đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc, mặc dù vừa được sửa chữa nâng cấp cách đây không lâu, nhưng sau các trận mưa lớn kéo dài thì mặt đường tại một số điểm bị bong tróc, lún xuống, tạo thành nhiều ổ gà, gây ra không ít nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. Còn tại xã Lộc Trì, tại vị trí phía bắc gần cầu vượt đường sắt, đường dẫn vào hầm đường bộ Phước Tường cũng xuất hiện điểm hư hỏng trên mặt nền đường. Đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo và đèn báo hiệu cho các phương tiện để đảm bảo an toàn. Được biết đây là vị trí thường xuyên hư hỏng khi mưa lớn kéo dài. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, trong sáng ngày hôm nay đã có 556 trên 568 các trường học ở vùng an toàn bắt đầu đón học sinh trở lại, và hiện toàn tỉnh có 12 trường học ở địa bàn thấp trũng chưa đón học sinh trở lại trường. Và sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại một số trường học ở huyện Phú Vang trong ngày hôm nay đã tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, chuẩn bị trường lớp sau lũ để đón học sinh trở lại trường khi đảm bảo các điều kiện đến trường an toàn. Tại một số tuyến đường ở xã Phú Hồ và Phú Lương, huyện Phú Vang vẫn còn ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét. Nhiều nơi người dân đi lại bằng ghe, thuyền nên học sinh chưa thể tới trường. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại tuyến đường dẫn đến trường tiểu học Phú Lương, huyện Phú Vang. Như các bạn đã thấy, tuyến đường dẫn đến trường tiểu học Phú Lương này là đang ngập sâu và khó khăn cho các phương tiện đi lại. Hiện nay là nước trong sân trường là vẫn còn ít. Tuy nhiên là nhà trường phải thực hiện phương án là nước rút đến đâu là tổng dọn vệ sinh đến đấy. Đã huy động tất cả các bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã là tổng vệ sinh dọn dẹp là sạch sẽ xong. Và nhà trường đã thông báo trên bằng nhóm Zalo của từng lớp và nhóm Zalo phòng chống lụt bão của xã, cũng như nhóm Zalo giáo dục của xã là thì việc đi học trở lại học sinh vào ngày mai. Và nếu như ngày mai nếu mà vẫn chưa là rút thì kịp thời thông báo cho học sinh là tiếp tục đi học bằng một phương công là viên chức trực bảo vệ cơ quan tại trường. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Phú Vang, sau khi nước lũ rút, các trường đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất trong sân trường và lau chùi, kê lại bàn ghế để kịp thời đón các em học sinh trở lại trường học sớm nhất. Đồng thời, nhà trường cũng lên phương án dạy bù và có các phương án đối với những điểm trường nước chưa rút. Chỉ đạo các trường ở vùng thấp trũng
đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh, tuyên truyền đến tới phụ huynh để đảm bảo em an toàn cho các em vào cái mùa mưa lũ. Sau khi tình hình ổn định thì phòng sẽ chỉ đạo các trường tổng dọn vệ sinh để đảm bảo cảnh quan môi trường, phòng chống các cái dịch bệnh để đón các em trở lại trường một cách an toàn. Bên cạnh đó thì phòng cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch đối với các trường thời gian qua nghỉ học thì các trường cũng sẽ lên kế hoạch dự bù theo kế hoạch của nhà trường để đảm bảo cái chương trình kế hoạch đề ra. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn 12 trường học chưa thể đón học sinh đến trường, tập trung tại vùng trũng của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, đối với những học sinh nhà thuộc vùng lũ, vùng bị chia cắt, các trường thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học và tổ chức học bù hoặc học trực tuyến đối với cấp trung học vào thời điểm và điều kiện thuận lợi phù hợp. Đối với giáo viên ở vùng lũ không đến được trường, nhà trường có kế hoạch phân công dạy thay kịp thời, đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Theo dự báo, trên đất liền từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện gửi các địa phương chủ hồ đập trên địa bàn tỉnh về ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất ở vùng núi, vùng gò đồi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ hồ đập triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, phân công nhân sự xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, ra soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra chỉ đạo các nhà thầu thi công có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, bố trí biển báo, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi neo đậu tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Các chủ đập thủy lợi thủy điện triển khai các nội dung phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du. Theo thông tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, ngày 16-17 tháng 10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực Khe Tre có lượng mưa từ 130 đến 200mm. Để chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, mực nước hồ chứa Tả Trạch lúc 8 giờ ngày 16 tháng 10 ở mức dương 37,31m, lưu lượng đến hồ 313m³ trên giây, lưu lượng về hạ du 80m³ trên giây. Mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức dương 0,68m. Để chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ. Theo đó, vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua trang xả sâu và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 180 đến 280 mét khối trên giây. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 15 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du biết. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.